YouTube và tranh hiện nay mình đã chuẩn bị là về nhân vật hoạt hình trong cái phim Gia đình siêu nhân nha. Và hãy cùng theo dõi quá trình mình tô màu cho bức tranh. Và nhân vật này mình sẽ được mình tô bằng màu đỏ này nhé. Bọc nhựa ở phía bên ngoài. Đấy.
rất dễ dàng uốn nắn để định hình và tạo kiểu cho theo ý của các bạn. Ngoài ra là Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết có thể câu có hỏi nhiều chung màu tranh sắc khác về nhân nhau. vật hoạt hình Đấy. sinh Nhưng động mà trong trong tay mình một ở phim đây đình đám gia đình siêu nhân này nhé. Để bông lại hoa cho trở mình thành một like và đăng ký màu kênh để sắc theo là dõi màu những video vàng tiếp theo trên và kênh màu YouTube của mình. ánh Bye. cam.